Chào các bé, hôm nay chúng mình sẽ học nhận biết các hình dạng. Nếu thấy hay, các bé đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký, nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Đây là hình tròn, hình tròn, hình tròn, hình tròn. Đây là hình vuông, hình vuông, hình vuông. Đây là hình chữ nhật, hình chữ nhật, hình chữ nhật. Đây là hình tam giác, hình tam giác, hình tam giác. Đây là hình ngôi sao, hình ngôi sao, hình ngôi sao. Đây là hình trái tim, hình trái tim, hình trái tim. Đây là hình tứ giác, hình tứ giác, hình tứ giác. Tiếp theo chúng mình sẽ học nhận biết màu sắc. Nếu thứ hai, các bé đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký, nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Đây là màu trắng, màu trắng, màu trắng. Đây là màu vàng, màu vàng, màu vàng. Đây là màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ. Đây là màu xanh dương, màu xanh dương, màu xanh dương. Đây là màu xanh lá, màu xanh lá, màu xanh lá. Đây là màu cam, màu cam, màu cam. Đây là màu hồng, màu hồng, màu hồng. Tiếp theo chúng mình sẽ học chữ cái ABC. Nếu thấy hay, các bé đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký, nhấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Đây là chữ A, chữ A, chữ A. Đây là chữ B, chữ B, chữ B. Đây là chữ C, chữ C, chữ C. Đây là chữ D, chữ D, chữ D. Đây là chữ Y, chữ Y, chữ Y, chữ Y. Đây là chữ F, chữ F, chữ F. Đây là chữ G, chữ G, chữ G. Đây là chữ F, chữ F, chữ F. Đây là chữ I, chữ I, chữ I. Đây là chữ J, chữ J, chữ J, chữ J. Đây là chữ K, chữ K, chữ K, chữ K. Đây là chữ L, chữ L. Đây là chữ M, chữ M, chữ M.
Đây là chữ N. Chữ N. Chữ N. Đây là chữ O. Chữ O. Chữ O. Đây là chữ P. Chữ P. Chữ P. Chữ P. Đây là chữ Q. Chữ Q. Chữ Q. Chữ Q. Đây là chữ R. Chữ R. Chữ R. Chữ R. Đây là chữ S. Chữ S. Chữ S. Chữ S. Đây là chữ T. Chữ T. Chữ T. Chữ T. Đây là chữ U. Chữ U. Chữ U. Chữ U. Đây là chữ V. Chữ V. Chữ V. Chữ V. Đây là chữ W. Chữ W. Chữ W. Chữ W. Đây là chữ S. Chữ S. Chữ S. Chữ S. Đây là chữ Y. Chữ Y. Chữ Y. Chữ Y. Đây là chữ Z. Chữ Z. Chữ Z. Chữ Z. Đây là số 0. Số 0. Số 0. Số 0. Đây là số 1. Số 1. Số 1. Số 1. Đây là số 2. Số 2. Số 2. Số 2. Đây là số 3. Số 3. Số 3. Số 3. Đây là số 4. Số 4. Số 4. Số 4. Đây là số 5. Số 5. Số 5. Số 5. Đây là số 6. Số 6. Số 6. Số 6. Đây là số 7. Số 7. Số 7. Số 7. Số 7. Đây là số 8. Số 8. Số 8. Số 8. Đây là số 9. Số 9. Số 9. Số 9. Đây là số 10. Số 10. Số 10. Số 10. Đây là dấu cộng. Dấu cộng. Dấu cộng. Dấu cộng. Đây là dấu trừ. Dấu trừ. Dấu trừ. Dấu trừ. Đây là dấu nhân. Dấu nhân. Dấu nhân. Dấu nhân. Đây là dấu chia. Dấu chia. Dấu chia. Dấu chia. Đây là dấu bằng. Dấu bằng. Dấu bằng. Dấu bằng. Dấu bằng. 1 cộng 1 bằng 2. 1 cộng 1 bằng 2. 1 cộng 2 bằng 3. 1 cộng 2 bằng 3. 1 cộng 3 bằng 4. 1 cộng 3 bằng 4. 1 cộng 4 bằng 5. 1 cộng 4 bằng 5. 1 cộng 5 bằng 6. 1 cộng 5 bằng 6. 1 cộng 6 bằng 7. 1 cộng 6 bằng 7. 1 cộng 7 bằng 8. 1 cộng 7 bằng 8. 1 cộng 8 bằng 9. 1 cộng 8 bằng 9.
9 bằng 10. 1 cộng 9 bằng 10. 10 trừ 1 bằng 9. 10 trừ 1 bằng 9. 10 trừ 2 bằng 8. 10 trừ 2 bằng 8. 10 trừ 3 bằng 7. 10 trừ 3 bằng 7. 10 trừ 4 bằng 6. 10 trừ 4 bằng 6. 10 trừ 5 bằng 5. 10 trừ 5 bằng 5. 10 trừ 6 bằng 4. 10 trừ 6 bằng 4. 10 trừ 7 bằng 3. 10 trừ 7 bằng 3. 10 trừ 8 bằng 2. 10 trừ 8 bằng 2. 10 trừ 9 bằng 1. 10 trừ 9 bằng 1. 10 trừ 10 bằng 0. 10 trừ 10 bằng 0. 1 nhân 1 bằng 1. 1 nhân 1 bằng 1. 1 nhân 2 bằng 2. 1 nhân 2 bằng 2. 1 nhân 3 bằng 3. 1 nhân 3 bằng 3. 1 nhân 4 bằng 4. 1 nhân 4 bằng 4. 1 nhân 5 bằng 5. 1 nhân 5 bằng 5. 1 nhân 6 bằng 6. 1 nhân 6 bằng 6. 1 nhân 7 bằng 7. 1 nhân 7 bằng 7. 1 nhân 8 bằng 8. 1 nhân 8 bằng 8. 1 nhân 9 bằng 9. 1 nhân 9 bằng 9. 1 nhân 9 bằng 9. 1 nhân 10 bằng 10. 1 nhân 10 bằng 10. 1 nhân 10 bằng 10. 2 chia 2 bằng 1. 2 chia 2 bằng 1. 2 chia 2 bằng 1. 4 chia 2 bằng 2. 4 chia 2 bằng 2. 6 chia 3 bằng 2. 6 chia 3 bằng 2. 6 chia 3 bằng 2. 8 chia 2 bằng 4. 8 chia 2 bằng 4. 8 chia 2 bằng 4. 9 chia 3 bằng 3. 9 chia 3 bằng 3. 9 chia 3 bằng 3. 9 chia 3 bằng 3.